tiểu bang Georgia sẽ kiểm phiếu lại. Phát biểu tại một cuộc họp báo sáng ngày 6 tháng 11, thì Tổng thư ký tiểu bang Georgia, ông Brad Raffensperger, thông báo tiểu bang này sẽ tiến hành kiểm phiếu lại do kết quả quá xít sao giữa hai ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống tại Georgia. Tờ Wall Street Journal đưa tin quy trình kiểm phiếu lại của mỗi tiểu bang là khác nhau. Tiểu bang Georgia quy định ứng viên tranh cử có thể yêu cầu tái kiểm phiếu nếu mức chênh phiếu giữa hai bên nhỏ hơn hoặc bằng 0.5%. Chiến dịch tranh cử của từng bên có thể đệ đơn đề nghị trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ sau thời điểm chính quyền bang công bố kết quả. Hạn chót để Georgia ra công bố kết quả là vào ngày 17 tháng 11.